Xin chào tất cả quý cô chú và anh chị đến với kênh của Honda Auto Long An. Thì sau những cái clip so sánh nội thất, ngoại thất, báo giá chi tiết của Honda City rồi, thì hôm nay em sẽ làm một cái clip nói về những cái món phụ kiện, giá cả và chế độ bảo hành. Thì khi mà anh chị mua City về nên lắp những món phụ kiện gì và những món đó có cần thiết hay không, mời anh chị cùng em tìm hiểu nhé. Thì cái món phụ kiện cần thiết đầu tiên theo xe mà hầu như tất cả những khách hàng nào khi mua xe về đều làm, đó là cái phim cách nhẹ anh chị. Thì trước mắt anh chị đây là những cái kính đã được dán phim rồi. Thì hiện tại City bên em đang có cái chương trình khuyến mãi là tặng phim cách nhiệt cho anh chị nha. Thì phim cách nhiệt bên em là phim Mỹ, phim Suntech. Đây phim này nè, Suntech, bảo hành 10 năm cho anh chị. Thì phim này là phim tiêu chuẩn thôi, nó có giá thành là tầm 4,6 triệu. Nếu mà anh chị mà muốn phim xịn hơn, chống nắng tốt hơn và những cái kính này nó đen hơn thì mình nâng cấp lên phim 3M. Dạ, phim 3M thì anh chị bù thêm tầm 3 triệu nữa, nó tầm đâu đó 7,6 triệu đến 7,9 triệu á. Thì khi mà xe mình được dán phim thì xe của mình sẽ được đem vô cái phòng kính, đem vô phòng kính, và phòng này có máy lạnh luôn nha anh chị. Đội ngũ kỹ thuật viên bên em sẽ làm bảo hành cho mình là 10 năm. Cái món phụ kiện tiếp theo đó là cái camera hành trình. Dạ, nó gắn ở phía trước đây anh chị. Thì camera hành trình bên em cung cấp cho khách hàng đó là camera Vietmap đó. Thì bắt đầu khởi điểm giá từ 5 triệu. Thì 5 triệu là cái camera Vietmap anh chị, chỉ quan sát được phía trước thôi. Còn tùy mức giá 5,5 triệu, 6 triệu thì chúng ta sẽ vừa quan sát được phía trước, vừa quan sát được phía sau, và có cả tích hợp GPS và cái bản đồ dẫn đường ở trên cái camera hành trình luôn. Thì cái camera hành trình này cực kỳ là tiện dụng khi mà mình đi xa nè. Đó, cái mật độ giao thông nó phức tạp hay là gặp những cái thành phần mà nó như là nó hơi phấn khích á, thì nó phá hoại này kia hoặc là nó va chạm với xe mình, thì mình có cái chứng cứ để mình lưu vào đó và mình giải quyết các cái phương án tiếp theo. Cái option tiếp theo đó là cái cảm biến lùi. Thì cảm biến lùi bên em đang bán là cảm biến lùi 4 mắt. Đây, cảm biến va chạm, hai cái cảm biến lùi ở đây và thêm cái cảm biến va chạm ở đây nữa là 4 cái. Thì giá thành của nó là 1,5 triệu. Thì lắp cái này bắt buộc bên em phải dùng cái mũi khoan nha anh chị. Mình phải khoan, mình phải khoét lỗ. Và cái vấn đề này thì anh chị yên tâm, bên đội ngũ kỹ thuật viên của em sẽ làm lắp như zin. Đó, như cái video mà em có chèn cho anh chị coi đó. Thì cái bộ cảm biến này anh chị có thể mua thêm, hoặc là mua xe em sẽ tặng cho anh chị cái phần cảm biến lùi. Đó, thì cảm biến lùi này nó không phải như cảm biến lùi zin trên xe mà nó có cái nút bật tắt, mà nó có chữ B, có cái ký hiệu cái cọc tiêu đâu nha anh chị, mà nó sẽ có một cái màn hình rời. Cái màn hình rời nhỏ thôi, nó giống như cái màn hình rời cảm biến áp suất lốp vậy đó. Thì khi mà anh chị ve thì nó dẫn báo tít, và nó hiển thị vừa trên màn hình và vừa trên cái đồng hồ nhỏ đặt ở đây đó. Tiếp theo đó là cái phủ gầm. Dạ đây, thì như anh chị cũng đã biết thì tất cả những cái dòng xe sedan hạng B hiện tại thì ở trong cái hốc bánh xe, đặc biệt là cái hốc bánh xe sau, thì nó sẽ không được trang bị cái miếng nỉ hay là cái miếng nhung gì để nó lót vô cả, mà nó nguyên vẹn hoàn toàn là sắt xi, ăn nguyên cái khung xe luôn. Nên là khi mà anh chị đi vào cái đường xấu, cái đường mà có nhiều đá bi, đá nhỏ nhỏ, li ti mà nó văng vô đây nè, thì anh chị chạy xe nghe cái cảm giác cực kỳ là khó chịu. Và sau này về lâu về dài anh chị đi trời mưa đó, thì gầm của mình nó sẽ bị xét. Cái thứ hai nữa là nó rất là dơ. Thì khi anh chị mà cái miếng đất đi mà anh chị dính vô cái cục sắt thì nó sẽ khó rửa hơn là anh chị cái miếng đất nó dính vô cái miếng nhựa đó. Thì phủ gầm là gì? Phủ gầm thì bên em sẽ phủ gầm công nghệ là gốc nước, và bên em sẽ phủ 4 kg, chứ không phải như là những cái ở ngoài nó nhận phủ chai cho anh chị nha. Ở ngoài nó phủ chai thì nó phủ bằng chai vụt đó, cái chai của Đức, thì cái chai đó thị trường bán tầm 220 đến 240 một chai. Thì gara nó nhận phủ cho mình là từ 4 đến 6 chai. Nhưng mà khi mà nó nhận xe làm thì phủ 2 chai hay phủ 6 chai nó cũng như nhau. Nên là vấn đề này anh chị có thể cân nhắc mà làm thêm cái phủ gầm chính hãng bên em, tiền nào của đó. Em ơi, nếu mà phủ gầm gốc nước mà 4 kg như vậy á, thì phủ ở đâu cho hết 4 kg? Dạ, thì khi mà phủ gầm thì kỹ thuật viên bên em sẽ nâng xe của anh chị á, lên cái cầu nâng.
À, thì nâng lên cái cầu nâng thì bắt đầu sẽ bắn bốn bánh xe ra, và họ sẽ lấy những cái bịch ni lông để chùm bốn cái, coi như là bốn cái cây láp á, bốn cây trục đưa ra để dẫn động cái bánh xe á. Tiếp đến đó là họ sẽ chùm tất cả các cái xung quanh cái thân xe, tại vì cái dung dịch phủ gầm nó cũng giống như sơn vậy đó, nó mà lỡ dính lên nước sơn xe của anh chị rồi thì sẽ rất là khó ra. Thêm một câu hỏi nữa là em ơi, phủ gầm như vậy thì nó có chống ồn không? Dạ không, nó chỉ chống ồn phần nào thôi nha anh chị, chứ nó không có chống ồn hẳn 100%. Dạ, thì phủ gầm này nó có cái chức năng của nó coi như là nó chống dỉ xét cái gầm của anh chị. Cái thứ hai là nó coi như là khi mà đi đường xấu đá nó văng lên đỡ bị hư hỏng các cái chi tiết ở dưới gầm thôi, chứ cách âm thì nó không có khả thi. Dạ, thì anh chị lưu ý cái phủ gầm á, cái phủ gầm thì anh chị nên làm khi mà chiếc xe mình nó chưa lăn bánh nha anh chị. Đó, cái chiếc xe mình nó mới từ hãng đem ra thì mình nên phủ gầm liền, chứ mình đừng có để chạy thời gian mình hãy phủ. Tại vì khi mà phủ gầm thì sẽ có một cái bước đó là vệ sinh cái gầm mình cho sạch, thì khi mà cái gầm mình sạch rồi thì nó mới bám được những cái dung dịch phủ gầm này nó 100% và nó có hiệu quả. Còn mà anh chị đi lâu lâu rồi thì lên xịt vệ sinh cái gầm để phủ thì nó sẽ không có hiệu quả bằng chiếc xe mình hoàn toàn mới đó. Dạ, thì trên đây là những cái option mà theo cá nhân em thấy nó bổ ích và nó cần thiết cho anh chị khi mà anh chị mới mua xe về. Thì tùy thôi, nếu mà anh chị nào mà có cái tài chính kha khá một chút đó, dư dả một chút, thì mình cứ nên vào hãng mà mình lắp cho nó yên tâm về cái chế độ bảo hành cũng như là cái hậu mãi sau này. Còn mà anh chị nào mà tài chính hơi hạn hẹp một tí và nó hơi tiếc tiền một tí á, thì mình có thể ra những cái gara ngoài mình lắp, nhưng mà anh chị phải tìm cái nơi nào uy tín và có tay nghề cao một tí đó. Nhưng mà bù lại khi mà anh chị lắp những cái món phụ kiện này ở bên ngoài á, thì giá tiền nó có thể rẻ hơn ở trong hãng của em, nhưng mà liên quan đến những cái phần điện nè, những cái phần hệ thống ở trên xe á, thì sau này nó xảy ra cái trục trặc gì thì hãng nó sẽ từ chối bảo hành. Và lúc này cái nguy cơ mất đi cái gói bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km từ nhà máy nó sẽ rất là uổng. Dạ, thì tiền nào của đó thôi anh chị, nếu mà tiền hơi nhiều một chút thì bù lại mình sẽ có cái yên tâm hơn, xe mình nó được bảo hành đầy đủ. Nhưng mà ngược lại về những cái vẫn cái trang bị đó nhưng mà nó hơi ít tiền một tí, thì sau này xe mình nó có xảy ra trục trặc gì thì mình rất khó và mình có thể là nó hơi tiếc nuối về những cái quyết định của mình vừa xảy ra. Rồi, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để giúp em có những cái động lực tiếp theo để ra mắt những cái clip hay, không những City, Honda Accord, Honda CRV, những mẫu xe của Honda đang có thì em sẽ làm gửi đến tất cả quý anh chị. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem.